buổi sáng cuối cùng ở Chiang Mai các bạn. Đang đi dạo phố. Đi dạo một vòng Chiang Mai ăn sáng. Chiang Mai bây giờ vắng lắm các bạn. Vắng vẻ điêu tàn vì Covid. Buổi sáng cuối cùng ở Chiang Mai. Lát nữa thì phải về để ra sân bay các bạn. Hôm qua đi test Covid rồi. Test Covid lần thứ 3 ở Thái Lan để lấy cái giấy ra sân bay. Ngày mai mình sẽ bay về Việt Nam và tối nay, trưa nay là bay về Bangkok. Thì đi một vòng tham quan dạo phố ăn sáng. Đây là một cái chùa ven đường thôi. Mình đang quay bằng S22 Ultra và cầm tay ha. Không biết nó có rung hay không. Vừa cầm tay vừa đi bộ. Ở Chiang Mai này cuộc sống rất là bình yên các bạn. Nhẹ nhàng bình yên. Đặc biệt là mùa Covid cho nên là vắng lắm. Trong chùa cũng có một vài khách tay lác đác. Ngôi chùa này cũng rất đẹp các bạn. Cái tên dài lắm. Wat Raham gì đó. Dài thòn lòn à. Đó thì đây là một cái tòa nhà bên ngoài ha. Làm rất đẹp và đặc biệt là điểm nhấn là hai cái tháp này các bạn. Hai cái ngọn tháp này được mạ vàng nè. Đó, các bạn ở Cần Vàng thì qua đây cạo. Tháp mạ vàng nha. Nói chung là ở Thái Lan đi đâu cũng gặp chùa các bạn. Nhưng mà ngôi chùa này cũng rất là đẹp ha. Đây đi tới rồi vô cái tháp vàng cho các bạn coi. Nó như thế nào nha. Các bạn nào thích là mình cày ra một miếng. Kinh điển ha. Ghê thiệt nha. Mạ vàng hết ha, giác vàng hết ha. Giác vàng hết. Ôm núi vàng, ôm một núi vàng. Vàng ơi là vàng. Quá trời vàng luôn. Đây cái ngọn tháp giác vàng này các bạn. Ngay trung tâm ở Chiang Mai luôn nha. Đó. Con voi giác vàng luôn. Đi ra phía sau còn tháp nữa các bạn. Còn cái tháp nhỏ giác vàng ở sau nữa nè. Mấy cái trụ này cũng giác vàng luôn. Giác vàng hết. Đây. Giác vàng hết. Ở ngoài sau nó còn rộng mênh mông luôn. Quá xa đẹp luôn ha. Hàng chuông. Đây cái chùa bên ngoài. Phía trước cổng vô các bạn. Đây là một anh ảnh chào tour, bán tour các bạn. Bán tour ngắn trong ngày nè. Đó, anh để cái bảng tour nào đi đâu á. Long nét nè. Đi đồ gì á. Rồi bắt đầu ai thích là ra xe này. Đó. Lên xe anh chở đi luôn. Chở đi luôn. Đó. Du lịch nhanh gọn lẹ luôn. Các bạn thấy họ làm du lịch nhanh gọn lẹ ha. Để cái bảng đứng chào ngay trước cổng chùa luôn. Có xe đậu sẵn luôn. Ai thích là chở đi. Đây đang đi dạo phố rồi kiếm quán ăn. Kiếm quán ăn sáng Chiang Mai. Khách sạn nó vắng quá các bạn. Không có người ở cho nên là họ không có làm ăn sáng. Tourist Information Center các bạn. Những cái điểm thông tin du lịch. Những khu phố vắng tanh luôn. Ảm đạm. Rồi ăn sáng. Món đặc trưng của Thái Lan các bạn ha. Xôi xoài. Đây là nước cốt dừa. Nước cốt dừa rưới lên. Cả xôi lẫn xoài. Đã chưa, đã chưa. Đó. Đây món ngon. Còn đây món ông Khoa. Khoa ăn khao soi. Mì đó. Tên là khao soi hả? Khao soi, đặc trưng của vùng Chiang Mai. đặc trưng ở Chiang Mai các bạn, nó vừa có mì ướt mà vừa có mấy cọng mì giòn nữa đó, dừa với xôi xoài. Ăn sáng ở Chiang Mai các bạn thấy mấy cái món ăn nhìn hình là mình dễ dàng chỉ ha. Đi ra đây rau muống xào tỏi nè, mình mới ăn xôi xoài nè, 40 bạc rồi các bạn ha, 47, 28.000 đồng à, rất là rẻ, rẻ ngon sạch sẽ ha. Đó, như cái tâm dâm này á, thì 100.000 có giá sẵn rồi, rất rẻ các bạn, 28, 30.000 đồng đó, cứ 30.000 món các bạn ăn mấy món đó, tính tiền rẻ ôm luôn, ngay trung tâm các bạn. Ăn uống ở Thái Lan là tuyệt vời. Đây quán vắng có hai bà chủ à. Đó. Đây những cái quán ăn dọc đường trung tâm ở Chiang Mai các bạn, vắng tanh luôn đó. Quán vắng có hai ông vô à. Ăn rất là ngon. Vắng lắm, tất cả đều điều hiu các bạn ha, điều hiu. Covid nó tàn phá khủng khiếp luôn. Đây, quán xá nhà hàng gì nè, cửa hàng gì họ đóng y chang ở Việt Nam mình lúc Covid các bạn, đóng quá trời đóng luôn, vắng tanh. Sàn này có hồ bơi luôn các bạn, hồ bơi chỗ ăn sáng đẹp luôn mà không ai bơi hết. Nhưng mà giờ mùa này Covid không ai ở cho nên họ không phục vụ ăn sáng ha. Đó, thì phòng này cũng khá đẹp, hài lòng. Đây là một cái khách sạn dạng boutique. Đó, đơn giản, sang, đẹp, giá cũng mềm các bạn ha. Đây nhà bếp rồi của họ không có ai hết đó, có đúng một nhân viên thôi, đúng một nhân viên họ làm ở reception. Hai bàn ăn rồi nhưng mà họ không có phục vụ do không có khách ở các bạn. Xài cặp loa với cái âm ly mặt răng đâu, dữ chưa đó. Rồi anh em bút một chiếc Grab các bạn, Honda City mới kèn luôn. Giờ đi ra khách sạn, đi ra bệnh viện quốc tế ngang qua xét nghiệm lấy kết quả. Ồ, có một nữ biker kìa, chạy chiếc KTM đi ra bệnh viện lấy kết quả xong rồi ra sân bay, bay về Bangkok các bạn. Thì mình bay về Bangkok rồi ngày mai, sáng mai hai anh em bay từ Bangkok về Việt Nam, cho nên phải cần cái kết quả xét nghiệm PCR này các bạn. Nhưng mà tổng cộng ở Thái Lan mình xét nghiệm cái PCR này 3 lần ha. Một lần là ngày đầu tiên đến với Thái Lan, mình ở trong phòng khách sạn và chờ kết quả hết một ngày ha. Ngày thứ hai là ngày thứ 5 của chuyến đi, và lần thứ 3 là về nước ha, 3 lần. Đây chiếc xe Honda City rộng ghê các bạn ha, coi chân mình để nè, rộng cực kỳ luôn ha. Đó, hấp cái bụng vô một chút ha, quá trời rộng luôn. Honda City đẹp quá. Đây cái cổng bên hông các bạn, cổng bên hông của cái bệnh viện quốc tế. Và đây là đường phố Chiang Mai nè, đường phố Chiang Mai, đây cái thành cổ ha. Đó, các bạn thấy chiếc Honda City đời mới đẹp không, cái đèn đẹp quá trời luôn ha, y như Camry luôn ha. Đó, đèn nè, đèn vuốt qua rất là đẹp. Vitac Turbo, Vitac Turbo, mẫu này đẹp quá các bạn. Ngày xưa mình thấy Honda City nó xấu, bây giờ mẫu Honda City này đẹp quá trời luôn, dài, ghế sâu rộng ha, rất đẹp ha. Đây là một cái mẫu xe tầm trung các bạn, xứng đáng để các bạn sở hữu ha. Không biết ở Việt Nam mình bán giá như thế nào. Cái đầu ở trước nó cũng đẹp các bạn ha, đầu trước nè, dàn đèn đẹp chưa. Honda City đời mới quá trời đẹp luôn. Grab các bạn. Đó. Đây mới nhận được thư tình cuối thu các bạn, ở Chiang Mai Ram Hospital. Hôm qua là 6 giờ hai ông vô test thì sáng nay khoảng 10 rưỡi là có kết quả. Đó, mới gạch tạt ngang, ông Khoa chạy vô nhận hai cái bao thư để mở ra coi bên trong có gì nha. Rồi có hai tờ, tờ đầu tên bác sĩ rồi này kia đây, chủ yếu là tờ thứ hai nè. Đó, chứng nhận medical certificate for air travel. Đó, ghê chưa, tên nè. Đó, tên, kết quả undetected covid-19. Đó, tức là nó không có nói âm tính dương tính mà nó là chưa tìm thấy covid vậy thôi. Còn tờ nữa, tờ nữa là cũng undetected luôn, SARS-CoV-2. Đó, đây là lần xét nghiệm thứ 3 Thái Lan các bạn. Lần này là mục đích là để bay về Việt Nam ha. Rồi trước khi đi nước ngoài thì các bạn cũng test một lần ở Việt Nam nữa, trước 72 tiếng. Đó, rồi qua Thái Lan làm 2 lần và một lần đi về nữa. Rồi sắp tới sân bay Chiang Mai các bạn, rất là nhanh. Đây khu vực check-in của Vietjet Air các bạn ha, tiếng Việt hết ha. Đây, đang ở Chiang Mai nha, chứ không phải Việt Nam các bạn. Chiang Mai. Rồi check-in ở Chiang Mai, sân bay quốc tế Chiang Mai các bạn, Vietjet Air. Sau đó anh em bay về Bangkok, sân bay quốc tế Chiang Mai các bạn. Anh em vô check-in. Một chén chè đậu đen ở sân bay các bạn, chè Thái nóng. Wow, ngon. Ở Thái ăn món gì cũng ngon các bạn ơi, thức ăn rất hợp. Còn đây là dĩa cơm của ông Khoa ngay tại sân bay quốc tế Chiang Mai. Hai ông ngay cổng ra các bạn, hai ông đang ngồi chờ máy bay, chờ boarding. Đó, đây sân bay quốc tế Chiang Mai, tranh thủ ngồi sân bay làm việc các bạn. Đây, sân bay. Rồi ngay quán cà phê, ngay cửa số 5 luôn. Đó, cửa số 5 đang ngồi đợi mình vô quán này mình ngồi em là sướng, uống ly cà phê ủng hộ du lịch Thái Lan. Uống cà phê liên tục luôn các bạn, giá đây cũng rất là rẻ ha. Cổng số 5 mình đang zoom 3x ngồi trong, từ trong quán cà phê luôn. Thì từ đây mình bay qua Bangkok bằng Vietjet Air các bạn. Đây là những cái điểm chuẩn bị lên máy bay của Vietjet Air nè. Mình thấy Vietjet làm ăn bên Thái Lan này được lắm các bạn, đông khách liên tục ha. Tới giờ check in các bạn, Vietjet Air. Sân bay vẫn tấp nập các bạn, sân bay quốc tế Bangkok tấp nập luôn. Nhìn cảnh này các bạn có nhớ những chuyến du lịch không? Nhớ những chuyến du lịch của mình không? Đó, nhìn cảnh chờ xếp hành lý, người rất đông trên những chuyến bay. Các bạn có nhớ những chuyến du lịch không? Có thèm đi du lịch không? Có thèm đi du lịch hay không? Đây cái túi của mình các bạn, từ Chiang Mai về last bag, tức là những cái túi cuối cùng. Đây đó, hai cái nồi cơm điện, Đây cái cổng ra sân bay quốc tế ở Bangkok các bạn. À, mấy xe đưa đón có xe Emirates Series 7 luôn ha, Camry rồi các kiểu luôn. Rồi ở Chiang Mai về hai anh em book một cái phòng ở đây các bạn. Đó, phòng gần sân bay luôn, nó dạng như Airbnb vậy đó, nhưng mà book trên Booking. Phòng này khoảng 600.000 ha. Đó, ở sát sân bay luôn, tại sáng mai là 6 giờ mình phải ra sân bay rồi, cho nên ở đây. Đó, ba lô ông Khoa, túi ông Khoa. Phòng đây thì có 2 tấm nệm, sạch sẽ như kiểu của Nhật Bản ha, sạch sẽ ngon lành, cả 2 chai nước à. Đó, đồ mình để đây, túi nè, Mai Nguyên Rider, túi, nón, nồi cơm điện, máy tính nè, quan trọng MacBook. Đó, đầy đủ các bạn ha, máy lọc không khí Sharp, máy sấy rồi này kia ha, tủ nè. Nói chung sạch sẽ, sát sân bay các bạn, sát tàu điện luôn, cho nên mình tính như vậy là rất là tiện ha. Đó, lát nữa đi tàu điện ra Bangkok chơi xong về để ngủ, sáng mai đi sớm. Đây là cái toilet đó, toilet đây, phòng tắm đó. Đó, toilet phòng tắm ở ngoài. Rồi đây chỗ mang giày, mang đồ, rửa chân, rửa đồ, đại khái nó như homestay các bạn. Hello các bạn, nay không đội nón, đeo khẩu trang. Đó thì hai anh em book cái nhà đây nè các bạn, book cái nhà đây ở trên Booking đó, giá cũng rẻ. Đó, khoảng nhiêu ta, 400.000 các bạn ha, khoảng 400.000. Giờ mình quay một vòng cho các bạn xem nha. Đó, cái nhà này nó giống như là homestay các bạn, Airport One Station House. Đó, cái tên của nó đây, Airport One Station House. Đó, thì cái nhà giống nhà quê của mình thì thôi, nhưng mà nó nằm ngay đường cao tốc các bạn. Nó nằm dưới đường cao tốc và nó nằm ngay cái gần cái trạm xe điện luôn. Đây xe điện đó, trạm xe điện đi ra sân bay rồi đi về Bangkok chơi. Đó thì đây cái nhà, cổng vô nè, nãy qua trên phòng rồi, giờ ở ngoài đây. Xoài các bạn, xoài của hàng xóm kế bên nè ha. Đó, hàng rào, nói chung là đơn giản. Bây giờ mình bắt đầu lớn tuổi rồi, mình thích cái kiểu này các bạn ha, thích sống cái kiểu homestay này, giống như kiểu Airbnb á, kiểu nhà quê á ha. Đó, vô có cây xoài, đơn giản y chang nhà mình vậy đó. Có xe đạp là thích rồi, sách đi chơi. Rồi đây là cái khu trước, không có bồn trồng súng đồ, xoài không à, xoài Thái các bạn, xoài Thái nè. Đó, xoài Thái. Rồi đây nhà bên kia hàng xóm, nhà này của cô này, cô chủ nhà này, chỗ của hello how are you. Xin chào Việt Nam, xin chào, xin chào Việt Nam, xin chào. Yes, yeah, South Africa, thank you so much. Nhà cô có 7 phòng các bạn, có 7 phòng và cái phong cách nãy mình có nói chuyện rồi, phong cách sạch sẽ lắm. Đây bên hông nè, đó làm đường ra sau ở trên lầu nè, nói chung là rất là sạch sẽ, nước mạnh. À, nước rất là mạnh. Cửa sẽ đóng vào lúc 24 giờ, tức là 12 giờ đêm. Đây có hệ thống khóa rồi vô trong. Còn ở đây cái reception có nhỏ đơn giản này thôi các bạn. Đây có bàn ăn. Nói chung là cái decor siêu đơn giản thôi ha. Nó kiểu homestay á, đơn giản nhẹ nhàng. Ở đây có cái bình nước nóng để các bạn có thể uống cà phê, có mấy cái ly. Đó, pha trà đồ uống. Đây có tủ sách, thích rồi ngồi đọc, nghe nhạc đồ, chơi. Tivi cũ cái đàn piano vậy. Bên ngoài này có một cái sân vườn nhỏ nhỏ. Rồi sau đây bãi đầu xe có cái xoài nữa rồi đó. Nói chung một cái nhà bình thường ở quê các bạn ha, một cái nhà bình thường ở quê, bố trí đơn giản dễ thương xinh xắn ha. Vậy thôi, giá mềm, vô đây ở để chờ tới giờ ra sân bay thôi, ngày mai ra sân bay cho nó gần các bạn. Lát nữa hai anh em sẽ đi vào Bangkok chơi bằng xe điện, không còn phải vô Bangkok ở nữa các bạn ha. Đây cái chỗ mình làm việc các bạn. Mở máy tính lên đó, ngồi đây làm việc giữa Bangkok, không phải giữa Bangkok mà gần sân bay ha. Đó, đơn giản vậy thôi, nhà người ta, nhưng mà mình thích nhà của mình thì mình biến thành nhà của mình trong vòng 24 giờ các bạn ha. Nhà chúng ta ở khắp thế gian thì mình ở đây cũng y chang cảm giác nhà mình vậy đó, nó không có cảm giác như một khách sạn các bạn, nó rất là đơn giản nhẹ nhàng ha. Ghê chưa, ghê chưa, Yamaha luôn nha, khoa đừng cho chị chủ nhà nghe các bạn ơi, chị chủ nhà khoái lắm rồi. Để lát hỏi coi bà có con gái không này. Ghê chưa, ghê chưa. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Đó, cái homestay nằm trong cái khu này các bạn. Trong cái khu này, ở đây là đường cao tốc ha. Ở dưới cái hầm đường cao tốc, dưới gầm đường. Ở dưới gầm đường bên này thì họ vẫn để xe, đậu xe đều được hết. Rồi kế bên này họ kinh doanh luôn, kinh doanh buôn bán luôn. Đó. Đó, cái homestay nằm trong đó các bạn. Đây là cái khu cao tốc, rồi xe lửa rồi tàu điện trên đây luôn các bạn ha, tàu điện đây luôn, đi bộ mấy bước thôi, đi bộ mấy bước là tới tàu điện thôi. Đây cái lối đi lên cái ga tàu điện các bạn, thì tương lai ở Sài Gòn mình cũng giống vậy thôi ha. Đó, những cái đường xung quanh, rồi ví dụ những cái ga tàu điện ở quận 2 cũng y chang vậy các bạn ha, trong tương lai ha, y chang vậy thôi. Mình chưa có thì mình thấy nó lạ lẫm, còn có rồi thì nó cũng đúng một cái tiêu chuẩn quốc tế, tương tự nhau ha. Đó, giờ đi lên tàu điện nè. Cái ga này là ga Lat Krabang, Lat Krabang Station các bạn. Đó. Đây, nó có bảng nè, to train là đi lên tàu, to train đi lên tàu, chỗ mua vé các bạn, ticket 40 một người à, để lớn mình đang đi về Phaya Thai là 40 à, nó theo cái cột này. Mình đang ở sân bay nè đúng không? Đúng rồi. Không, rồi. À mình đang Lat Krabang rồi, cái ga tên Lat Krabang. Mình đi về đây thì 40 bạc, hai ông là 80. Đó, đây là cái chỗ bán vé. Rồi. Mỗi người. Rồi, rửa vô cái đó rồi. Nó qua nó mở cửa. À đây cái tàu nó đi Phaya Thai nè, còn bên kia là mình đâu chỗ khác ha. Thì chỉ qua hướng này. Chỉ qua hướng này đi lên nữa. À. Thái đây bên trái, lên cây đường nó cũng bên trái luôn các bạn. Đó. Thì mai mốt ráng chờ Sài Gòn tương lai cũng vậy thôi. Đây lên tàu các bạn. Đó, chờ tàu. Đây, những hình ảnh chờ tàu ở Bangkok, gần sân bay. Đây là một cái cửa các bạn. Một cái cửa thì nó có hai cái mũi tên đi vô, nó có chữ là exit here, exit nè. Đó, dành cho những người mà đi trên tàu người ta biết ra. Còn hai cái mũi tên là để dành cho khách đi vô các bạn ha. Cho nên là những người đi vô đứng hai bên mé để cho người ta đi ra hết rồi mới đi vô. Đây, một chuyến tàu nó tới các bạn. Đó. Đây, cái bảng. Rồi, lên tàu. Đây, cái ga cuối các bạn, ga cuối tới Phaya Thai. Sau đổi tàu gì qua Sukhumvit, trung tâm. Thì cái tàu này hiệu Siemens các bạn, hiệu Siemens của Đức ha, cho nên là nó êm cực kỳ luôn, cực kỳ êm. Đó, 6 giờ 20 nhé. Tàu êm ru, chạy êm ru, hiệu Siemens. Đây là ga cuối các bạn, ga cuối của cái tuyến này luôn. Nó sẽ quay đầu. Đó, đi xuống rồi mình đi thang cuốn các bạn. Đó. Nhét vô luôn. Tại vì phải mua cái chuyến khác. Nhét vô để họ thu hồi cái vé đó. Bây giờ mua vé tiếp để đi một cái chuyến khác. Đây các bạn, bây giờ đi qua một cái tàu khác. Nó thuộc BTS là Bangkok Master System. Thì cái tàu nãy là AAL là Airport Railway Link, là cái đường, là cái tàu đặc biệt để đi ra sân bay thôi. Rồi. Nó không có thuộc hệ thống BTS nhưng mà nó cũng là tàu điện chạy không cao. Thì cái tuyến này mới là của BTS, là tuyến Sukhumvit. Sukhumvit là khu trung tâm á, giống như một cái nhé. Giờ đi tàu vô BTS nó. Còn cái nãy là Bình Dương AAL là Airport. Đây, trong này có đầy đủ cà phê, nước rồi đầy đủ các bạn. Đó, giờ mình đổi tàu. Đây cái chỗ bán vé tourist information. Đây có bán thức ăn luôn. Yamazaki Express. À, bán vé tự động nè. Có máy bán vé tự động các bạn. Là tiếng Thái, rồi tiếng Anh. Thì coi hôm qua để mình bắt trước, mai mốt mình đi. Mình sẽ đi map sẽ đi xuống Prompong. Màn hình cảm ứng hết các bạn. Cảm ứng rất là nhạy ha, chọt cho đó. Hai người đánh số 2 lên. Giá là 40 bạc đúng không? Đúng rồi. 40 bạc các bạn. 40 bạc một người. 40 bạc một người đó ha. Rồi, đúng rồi. Mình đang ở đây. Đúng là cái đường xanh vô đâu rồi. Đây mình đang có Phaya Thai. Nó màu vàng lên đó. Rồi đi xuống Prompong, Sukhumvit, là đây là cái line Sukhumvit. Đi xuống Prompong. Thì giá 40, hai người 80. Rồi. Xài tiền bạc luôn các bạn nha. Nó kêu nè. Insert bank note nè. Đó, một thẻ, hai thẻ. Đây. hai thẻ, tiền thối nó ra một chỗ luôn. Rồi một ông thẻ, rồi ra lại cho, rồi ra cho một bạn nữ vô mua vé tiếp đó, mua vé tự động. Rồi tiếp tục đi vô các bạn, để cái thẻ lên đây, nó welcome mình vô đó, thì mình vô mình giữ cái thẻ lại ha, giữ cái thẻ lại để lát mình đi ra khỏi cái hành trình này thì mình trả cái thẻ cho nó nuốt vô máy luôn. Các bạn vô Google Maps, Google Maps mình search tàu, xong mình search những cái đường đi, màu sắc nó hướng dẫn cho mình. Thẻ lên tàu các bạn. Đây. Đây, tàu nó tới ga Siam ngay trung tâm Bangkok. Chết. Ga Siam. Rồi giờ đi xuống các bạn, đường này đi xuống nè, xuống phố đó, Bangkok tấp nập. Rồi xuống tàu là thấy xe tấp nập luôn. Bangkok bắt đầu sắp về đêm ha. S22 series quảng cáo pre-order quá trời ha. Z43 Flip 3 luôn, quảng cáo nè. Samsung. Đây ngay cái trục phố chính ở Bangkok các bạn. Xuống tàu là tới một cái trung tâm hàng hiệu các bạn, trung tâm hàng hiệu ở Thái Lan ha. Em Watcher gì đây? Đây cái logo hôm nay em Watcher, em Watcher các bạn. Còn hàng hiệu. Rồi hai ông vô trong tâm thương mại dứt hai tô giống như bún rồi các bạn. Đó có hai cái trứng nè, giống như bún rồi đó. Nhìn hấp dẫn không? 110 bạc một tô, mà hai tô này họ không có thu tiền mặt. Ở trong trung tâm này họ thu tiền bằng thẻ không à. Hấp dẫn ha, quá hấp dẫn. Rồi sẵn còn ít tiền Thái cho các bạn coi, đang ăn nè, cho các bạn coi tiền Thái nè. Đây là ông vua mới nè, vua mới, tờ đây là tờ 50. Đó, còn sót lại xài cho hết. Đây tờ 20 cũng vua mới luôn nè, vua con mới á. Đây tờ 100, không phải ông vua. À đây mặt này cũng vua mới luôn. Đây là ông vua cha các bạn, vua cha tờ 100. À đây ông vua cha. Hả? Đâu? Đây vua cha, đây vua cha. À hai người này phải không? Là vua trước đó nữa các bạn, trước vua cha. À, mặt sau thì có vua con mới nè. Nói chung là họ update mới hết rồi. Đó. Đây tờ 100 này vô con hết, cập nhật mới hết. Có tờ này là còn vua cha nè, tờ 1000. Tờ 1000 cũng có hai loại các bạn. Tờ đây là vua cha hai mặt luôn ha. Đó. Còn cái tờ này cũng 1000 mà đời mới nè. New version. Đó, vua con. Đó. Tờ đây là đó, hai tờ 1000 hết. Tờ vua con, tờ vua cha. Rồi ăn tối các bạn, một tô giống như miếng vậy đó, có trứng rồi, rất là ngon. Ngay trung tâm thương mại. Hai ông làm hai tô giống như miếng các bạn, cái cọng mà giống cọng miếng đó mình ha, siêu ngon luôn. Rồi có trong này có trứng nè, trứng này, đây bò viên mà nấu rất là ngon. Nón đâu ra đẹp quá ta, nón mới lụm các bạn ơi, trong trung tâm thương mại. Giá nhiều quá nè, qua 700-800 ngàn á. 800 bạc. Ủa 560 ngàn. Còn cái tô này là Zara, nón Zara, nón Zara mới mua, trung tâm thương mại hạng sang luôn. Còn cái tô này là 110, tức là khoảng 80 ngàn đồng. 80 ngàn đồng đúng không? Chưa tới 100 ngàn, chưa quá rẻ. 100 ngàn mà ở một trung tâm thương mại gọi là sang trọng bậc nhất ở Bangkok luôn các bạn. Tức là không có giá cao ở trong một cái nơi sang trọng đó. Hết luôn. Cái tô này ngon, xuất sắc luôn á. To hấp không còn một miếng luôn mà tới phiên mình là chuẩn bị hấp không còn giọt nước luôn mà. Quá ngon luôn. Đi Thái, ăn đồ Thái, quá sướng. Đây, những khu phố tấp nập ở Bangkok. Xe tấp nập luôn. Grab giao hàng y chang bên Việt Nam mình các bạn ha. Đó. Bangkok về đêm tấp nập. Tấp nập luôn. Đang đứng trước một cái ga tàu điện là một cái trung tâm thương mại hàng hiệu các bạn. Xe cộ tấp nập. Đây có chỗ để xe đạp nữa nè. Đây là cái chỗ đi lên tàu điện BTS. Đó, nãy mình đi xuống đường này. Đường phố nè. Samsung quảng cáo kìa. Không, cái chất của Bangkok nó vẫn còn nguyên các bạn ha, vẫn còn cực kỳ hấp dẫn luôn. Các bạn thấy sự tấp nập của Bangkok không? À, sự tấp nập của Bangkok. Bên trên này là ga tàu điện các bạn. Đây những hình ảnh Samsung quảng cáo đó. S22 series. Đây cái ga From Phong ở đường lên ga các bạn, đường lên ga xe điện ha. Xoài Thái. Đi Thái là các bạn sẽ gặp những cái khu bán thức ăn Thái food dọc đường. Đây chiếc Grab các bạn, hai anh em đi anh Khoa bảo quên chiếc điện thoại, sau đó gọi được ảnh đem lại trả các bạn. Bác Tài dễ thương chạy chiếc Nissan đó, Grab ở Bangkok, Thái Lan. Thì bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi. Thì các bạn thấy là đường phố Bangkok vẫn tấp nập à. Đường phố Bangkok vẫn tấp nập và người Thái cũng rất là hiền hòa dễ thương các bạn. Các bạn nào tới Thái Lan tới chỗ này chưa? Nana Plaza các bạn. Nana Plaza. Các bạn lên Google search nha, Nana Plaza nha. Bên đây nó có khách sạn Nana Hotel luôn các bạn. Đây. Nana Hotel có nhiều xe túc túc ha. Đó. Bangkok về đêm các bạn. Đây cái quán Hot To. Đây là chuỗi quán rất là nổi tiếng bên Mỹ. À. Các cô mặc lấy áo đưa phe vòng 1 ra. Hot To luôn. À mặc áo Hot To hết. Việt Nam mới biết là Bangkok cũng có Hot To luôn. À. Các bạn bên Mỹ thì không nên bỏ qua chỗ quán này. Rồi lần đầu biết luôn, nghe Khoa nói mới biết Hot To. Đây. Hello các bạn. Chào các bạn đêm Bangkok. Hai ông đang ngồi trong cái quán Hooters các bạn. Quán Hooters của Mỹ mới mở ở Bangkok, không biết mở lâu chưa mình không biết. Nhưng quán này nổi tiếng ở Mỹ. Ngồi đây uống hai chai bia nhìn qua cái khu bên kia các bạn. Đó, cái khu bên kia là Nana Plaza. Đây là một khu playground và người lớn á, trò chơi người lớn. Những trò vui chơi dành cho người lớn lớn nhất trên thế giới các bạn. Đây mình nhìn thấy cái bảng thôi chứ mình không biết gì ở trong nha. Các bạn nào muốn biết thì vô Google. Những trò cho người lớn là trò gì? Đó. Nana Plaza. Những trò vui chơi dành cho người lớn nhất trên thế giới. Thì dọc ở đây nó cũng có nhiều cái quán bia như là Kid Up nè, rồi The Jungle, rồi bên kia nữa đó, rồi morning night gì đó tùm lum hết. Thì nãy có trận đá banh Việt Nam với Thái Lan các bạn, U23, Việt Nam thắng 1-0. Nãy mình lu bu quá không có coi được. Rồi đây là hai chai bia chúc mừng, cũng cái thôi, chúc mừng Việt Nam đã thắng Thái Lan. Ok à, rồi rồi chúc mừng. 250 là 125.000, hai chai 350 bạc các bạn, là khoảng 125.000 một chai ha. Đó, đây là cái quán Hooters đó, quán Hooters các bạn, nổi tiếng ở Mỹ. Bây giờ thì họ có chi nhánh ở châu Á rồi, cho nên là họ có cái logo là Hooters Asia. Thì đây là mới ngồi một chút là Nana Nana đóng cửa, tắt đèn tới thui rồi các bạn. Mùa dịch Covid, cho nên là các bạn thấy không, mới giờ này là khu phố đó tắt đèn hết rồi. Đó, 11 giờ đúng các bạn, 11 giờ đúng là The Jungle nè, Kid Up nè, rồi Big Dog nè, tất cả những cái quán ở đây đều bắt đầu đóng cửa tắt đèn. Đây khu phố dành cho người lớn, lớn nhất trên thế giới các bạn. À. Yeah, ok, thank you. Đó, xe túc túc ban đêm. Rồi các bạn nào mà đủ tuổi người lớn ha, thì qua Bangkok thì cũng nên ghé ở đây để biết. Tại vì Thái Lan cực kỳ nổi tiếng về cái thu hút du lịch bằng cái nghề này các bạn ha. Đây, xe túc túc ha, một phương tiện nổi tiếng ở Bangkok các bạn. 11 giờ đêm đường phố Bangkok vẫn nhộn nhịp ha, rất là nhộn nhịp. À. Qua Thái Lan không thể trải nghiệm, không trải nghiệm tốt tốt mà. Quá kinh điển. Cái bô này không biết bô gì nữa, biết nó chịu nổi không? Đây các bạn ha, các bạn đến Bangkok không quên trải nghiệm túc túc ha. Đây là một gọi là đặc sản ở Bangkok, một cái văn hóa vẫn còn giữ lại ở Bangkok các bạn. Thì nay mình đi rất là dài, đi tít ở ngoài trung tâm luôn và về tới gần sân bay luôn. Hết nhiêu tiền anh Khoa? 300 các bạn, 300 bạc là 3 x 7, 21, tức là khoảng 210.000. Good night, bye bye, good night. Đó các bạn. Đến đây cái tiệm 7-Eleven trước nhà luôn các bạn. Đó thì cái chỗ này mình cũng rất là hài lòng ha. 7-Eleven đây, trạm xe điện. Trạm xe điện thì ở ngoài đây đi bộ chút xíu là tới rồi, từ đây ra sân bay cũng rất là gần các bạn. Đó, Khoa mới vô mua nước uống. Và đây là ngôi nhà các bạn, ngôi nhà homestay nè, One Station Airport House. Đó, bà chủ nói là sẽ đóng cửa lúc 12 giờ, 12 giờ là đóng cửa. Ở đây có số điện thoại nè, welcome room available ha. Đó, các bạn nào mà muốn ở lại gần sân bay thì liên lạc cái số này nha. Đó, nhà này cũng dễ thương. Đó thì mai ở đây có xe luôn, có xe của bả luôn, bà chủ luôn, bả đưa mình ra sân bay. Đó, giá mềm luôn. Rồi từ cái chỗ này, các bạn đi bộ ra đây một chút ha, thì trải nghiệm cái tàu điện đi ra Bangkok rồi chơi, xong tối mình về đây ngủ, mai mình đi sân bay sớm nó tiện hơn là mình ở trong Bangkok các bạn ha. Kế bên đây cũng có tiệm giặt đồ 24 giờ này, wash and dry ha. Đó, đầy đủ tiện nghi, các bạn qua đây giặt đồ. Đó, giặt đồ. Rồi qua kia có 7-Eleven luôn, quá tiện luôn. Đây các bạn, sáng rồi cô chủ nhà đưa ra sân bay. Wow, tới sân bay rồi các bạn. Sân bay tên là Suvarnabhumi. Đây, sáng được cô chủ nhà chở ra sân bay luôn. Xin chào, xin chào. Đây là chủ nhà các bạn, số điện thoại ở đó đây luôn. Đó, rất là dễ thương, chạy chiếc Honda Accord của mẹ của cổ để lại ha. Đó, mẹ mất để chiếc xe này làm kỷ niệm, bây giờ bãi chạy luôn. Và mình đi hãng Thái Smile ha. Đây cái tượng ở trong sân bay các bạn. Đây các bạn, một tay hai súng, xách cái nồi cơm điện với cái MacBook, hai cái quan trọng nhất ha. Nồi cơm điện nè, MacBook nè, nặng bà cố luôn. Đi ra sân bay chuẩn bị bay về Việt Nam các bạn. Cái MacBook này nặng kinh thiệt chứ, 16 inch. Đây, cổng E10. Đây, lối ra sân bay quốc tế Emirates, hãng hàng không Emirates. Mình đi hãng Thái rồi. Đây, cổng E10 đây rồi. Hồ Chí Minh City. Đây, Thái Smile WE550 to Hồ Chí Minh City. Your seat back is in the fully upright position and your seat belt is fastened. Mobile phones and electronic devices using cellular technology. Đấy, xuống sân bay Tân Nhất, đây là khu nhập cảnh ở xưa bên trái đó. Rộng mênh mông. Bây giờ có một làn, gom lại một làn cho kiểm soát hộ chiếu ở chỗ này. Rồi, để về tới Tân Sơn Nhất an toàn và tốt đẹp các bạn. Kết thúc chuyến đi thì đầy đủ giấy tờ ha, xét nghiệm PCR âm tính bên Thái Lan. Rồi tới đây mình khai báo y tế ha, khai báo y tế trên tờ khai y tế.vn, có cái app. Rồi họ làm cho mình cái thủ tục và đi ra thẳng luôn, không có xét nghiệm gì nữa hết, không xét nghiệm nhanh, không có xét nghiệm gì hết tại sân bay hết. Hai tay đã về tới Tân Sơn Nhất các bạn, chuyến đi an toàn 10 ngày về Tân Sơn Nhất, không có xét nghiệm, không có test Covid nữa các bạn. Đó, ra là đi thẳng luôn, xách vali về nước luôn, không test, không cách ly, không test nhanh, test PCR gì hết các bạn. Có test bên Thái Lan, test bên Thái Lan mất 3.000 bạc các bạn. Để coi chờ quán cơm. Đâu sướng quá, đạt quá cơm. Đó, sướng quá. Có sức mẻ miếng nào không? Ừ, ngon lành. Ngon lành, ngon lành. 14.000. Sướng quá các bạn ơi. Đây có Grab đưa đi chạy Range Rover Velar luôn. Rồi về cũng có Grab ra đón tận nơi. Này chắc tính 1 triệu cuốc quá. Grab chạy, Grab thường cũng 300-400 rồi. Grab chạy Range Rover Velar nha các bạn. Sướng vậy thôi chứ giờ đòi sướng làm sao nữa. Đợt này là về Tân Sơn Nhất là không có cần xét nghiệm các bạn ha. Tất cả các nước về luôn ha, tất cả các nước về quốc tế rồi quá cảnh các kiểu là về chỉ khai báo y tế thôi, làm những cái thủ tục nhanh gọn cũng nhanh lắm, một người mất chừng 1 phút thôi. Khai báo y tế trước rồi ra là họ làm thủ tục nhanh gọn. Là nhập cảnh cũng bán tiêu luôn. Là nhập cảnh có hai anh đây, hai anh là ngồi thủ tục làm nhập cảnh các bạn. Rồi ra cái vù là đi luôn, không xét nghiệm, không test, không gì hết. Quá tốt luôn. Ngon lành cảnh. Vậy là người nào mà bị dương tính cũng chả sao hết. Đúng rồi. Cũng không biết đâu ha. Thì do người ta vừa được xét nghiệm bên kia rồi. Đây chân dung Grab các bạn. Ghê chưa? Đó, đi về Việt Nam, đi khỏi Việt Nam có Grab đưa, đi về Việt Nam có Grab đón, Range Rover Velar giữ thịt. Muốn qua Mỹ cũng có Grab đón luôn. Rồi hồi xưa nhớ qua Mỹ có Grab chạy Mini Cooper đón ngay sân bay Los Angeles luôn, ghê thịt. Đó phi trường nhỏ, phi trường John Way. Ủa phải không? Ừ chứ không phải phi trường Los. Đó, nhớ. Đợt đó anh tới phi trường John Way mà. Đây bay nội địa qua đó. Rồi chuẩn bị tới nhà mình trước, nhà anh Khoa sau. Sướng quá, đặt quán cơm vô sảnh luôn rồi, quán cơm vô chứ đây không sao bỏ đồ. Tới rồi, tới rồi, sướng quá, sướng luôn. Kết thúc chuyến đi an toàn và đầy sung sướng. Thôi tấp đây đi. Rồi. Rồi ông Khoa quay đầu cái. Khoa chào khán giả, kết thúc hành trình. Cảm ơn ông Khoa rất là nhiều. Đây đặt quán cơm rồi, ra 42 gặp hả? 42 gặp hả? Nhớ rồi hả? Rồi ok, thank you, xin cảm ơn. Rồi cảm ơn gặp bạn ông Khoa, cảm ơn đặt quán cơm, một thằng em dễ thương dễ tính đó, đã đưa đón đi đến nơi và đến chốn. Rồi cảm ơn Tài nhiều lắm, Tài ơi. Rồi hành trang đi đến nơi và đến chốn các bạn. Một cái MacBook 16 inch, nồi cơm điện AGV, một cái túi quần áo giáp giày, một cái túi đồ. Đây có logo Mai Nguyên Rider. Mới vừa tới chung cư có ca sĩ Đức Tuấn hỏi về rồi hả anh Nguyên? Bịt khẩu trang không biết ai luôn.